Minh Anh mang áo số 55, Đinh Hải mang áo số 6, Tiền Vũ mang áo số 4, Đinh Hậu mang áo số 7. Bóng chuyền của Đinh Hải đánh đầu không được, đưa bóng vào không được, đưa bóng vào đánh đầu không được, và bóng rất cảnh giác của Kiên Lễ. Bóng chuyền dành cho Cư Đại, vẫn đậu không được, rất nguy hiểm. Các khán giả đang cổ vũ cho trận đấu này là rất đông, một không khí rất phong trào với giải bóng đá. Cú sút này của Chiến Linh, một cú sút rất căng, kéo người rất chặt chặt không được, sẽ là một tình huống đưa bóng vào khá nguy hiểm, bóng vẫn còn trong cuộc. Đó chính là một pha phá bóng xuất sắc của Cường Dũng Bảo và Cự Đại được hút ra sân, đưa bóng lên rất nguy hiểm. Một lần nữa chúng tôi mong rằng các quý vị khán giả hãy vào trang Media Hà Tây, Live Sport, Live Balotelli. Đường chuyền của Tố Hòa đã có lỗi xảy ra đối với các cầu thủ bên phía FC Thành Hưng. Một tình huống chuyền cho Đinh Hải không được, phản công nhanh đến từ cầu thủ bên phía FC Nhị. Và như vậy là tỷ số là 1-0 nghiêng về cầu thủ bên phía FC Nhị. Người ghi bàn vừa rồi là cầu thủ mang số áo 28. Anh đã cướp lại bóng từ chân Đinh Hải và phản công nhanh đến từ cầu thủ FC Thành Hưng. Sau đó là một pha dứt điểm làm thủng lưới thủ môn, làm thủng lưới thủ môn bên phía FC Nhị. Cự Đại sẽ vào sân thay ra là Cự Dung. Một lần nữa thì chúng tôi xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán giả đã xem tường thuật trực tiếp trên kênh Media Hà Tây trong giải bán kết 2 giữa FC Thành Hưng và FC Nhị. Nhất là những khán giả những cú sút này. Tỷ số đơn đơn đen 2-0 dành cho các cầu thủ bên phía FC Nhị với khung thành của FC Thành Hưng. Và sau đó là một cú ra chân dứt điểm rất mạnh của Chiến Linh đã làm thủng lưới thủ môn bên phía FC Thành Hưng. Đưa bóng vào. Thủ môn Kiên Lê trong trận đấu này hôm nay anh đã làm khá tốt. Cú sút này! Và như vậy là tỷ số được rút ngắn chỉ còn 1-2. Mang số áo 4 bên phía FC Thái Hưng đó chính là Thiện Vũ. Sau một pha thực hiện phạt góc thì bóng đá tới chân của Thiện Vũ. Đưa bóng vào. Đánh đầu! Không được. Phía FC Thái Hưng đưa bóng vào. Không được. Không được. Ba cầu thủ của FC cú sút này. 3 nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ đã có một bàn thắng dành cho FC Nhị. Cầu bóng vào. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đưa bóng lên. Đánh đầu. Nguy hiểm không được.